ơi, hôm nay hai mẹ con Hằng sẽ đi đặt cái lọc cá sặc nha. Đây là cái lọc cá sặc nè. Đây nè con ơi, tới chỗ rồi nè, cái hầm này nè. Nhưng mà con đứng ở đây nha, con hái bông đi nha. Con không có rủi xuống với mẹ nha không. Đây, Hằng sẽ bước xuống đây nha. Ồ, cái cây gì mà nó giòn dữ gì không biết nữa. Này mình không cần đặt mồi nha cả nhà. Mình chỉ cần để xuống như thế này đi. Mình để qua đi. À, rồi, ấy. Rồi đó, mình đặt như thế này đó. Thì từ cá sặc nó sẽ vô thôi, lấy ra muốn đậy lại. Rồi, mai mình sẽ gỡ nha. Thôi ơi, tiếp mẹ. Mẹ không lên được. Wow, con cua. Con cua nhỏ nó bò đi rồi, nhưng mà con tiếp mẹ. Mẹ bị dính rồi nhé. Mà cả nhà ơi, có hai mẹ con Hằng có đặt cái lọc cá sặc ở đây nè cả nhà nhớ không? Thì hôm nay Hằng sẽ đi dỡ cái lọc cá sặc có cá không nha. Giờ này thì chúng con cũng nên Hằng không cho đi theo nha. Với lại cũng nắng nữa. Đây Hằng bỏ ra dép trên bờ hôm bữa đặt như sao mà bị dính ra dép dưới hết lấy lên được luôn á. Bây giờ mình bỏ dép ở trên nha. Wow. Săn quần cả nhà ơi. Có cua nữa. Wow. Ấy trời. Mình dở lộn mà mình dở ngược rồi cả nhà ơi. Nó bị lột ra luôn rồi. Còn một con cua một mà. À, còn với một con cá à. Cái này chắc mình đặt lại nữa quá. Yên ơi, có con cua nữa nè. Dạ. Có con cá nữa nè. Hồi nãy hình như có mấy con nhưng mà chị cầm ngược á. Chị cầm ngược á. Đây nè cả nhà ơi, được hai con cua hay ba con gì đó. Nhưng mà Hằng cầm ngược á, cái nó bị tuôn ra luôn á. Tại cái này lần đầu tiên Hằng dở á, Hằng không có biết. Bây giờ chắc là Hằng đặt lại nữa quá. Đây, một con cua này rất là ú luôn đi nha. Bây giờ Hằng sẽ đặt lại nữa cả nhà ơi. Cuộn quá à. Đổi địa điểm nha. Để Hằng nhớ coi mình để cái đầu như thế nào để chừng nữa mình dở nha. Đây hả? Vậy bây giờ mình đặt lại ngay chỗ này luôn nha cả nhà. Thì qua hôm sau mình sẽ mở nha. Mình sẽ đi gỡ cái lọp nha. Bị ít cá quá, mấy chị em mình ăn đâu có đủ đâu. Bây giờ mấy chị em mình sẽ đặt lại nữa nha. Nữa Hằng rút kinh nghiệm, Hằng sẽ dỡ cầm cái này lên. Đây mình ủ như thế này coi chừng có lương luôn đó. Ở đây nó rất là lúng luôn á. Kiếm chị Yên ơi. Ây da, ây da, đập cái cây đau quá. Rồi, cảm ơn Yên nha. Mình đi thôi rồi, hôm nay là mấy chị em mình không có làm gì ăn luôn à. Tại vì không có cá à, cả nhà ơi. Có con à. Mình để mình đặt lại đó.